Trải qua bao chặng đường lịch sử và quá trình giao thoa văn hóa, nhưng các dân tộc bản địa bên dòng Đà Nhiêm vẫn giữ được bản sắc riêng. Với một số nghề thủ công truyền thống lâu đời, nổi tiếng vẫn tồn tại cho đến ngày nay, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể vẫn được người dân ý thức lưu giữ phát huy, cùng với cảnh vật thiên nhiên ưu đãi và con người thân thiện mến khách, đó là điều kiện tốt để ngành du lịch Đơn Dương phát triển. Vậy địa phương cần làm gì để khai thác thế mạnh này? Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trong cả hàng chục ngàn người dân Chu Ru hiện nay, duy nhất chỉ còn lại nghệ nhân Gia Tuất ở thôn Ma Đanh, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, chuyên chế tác nhẫn bạc. Nghề làm nhẫn bạc khó nhất là công đoạn làm khuôn mẫu, đòi hỏi phải tỉ mỉ, cẩn thận. Các chi tiết khuôn mẫu được làm từ sáp ong. Chiếc nhẫn có đẹp, có sắc sảo, đúng với cái tên như mắt sâu, mắt mía, bông lúa, mặt trời, thì phụ thuộc nhiều vào công đoạn này. Bình quân mỗi lạng bạc, nghệ nhân Gia Tuất sẽ làm được 10 chiếc nhẫn. Tùy độ tinh xảo mà những chiếc nhẫn sẽ có giá trị khác nhau. Trung bình mỗi tháng, nghệ nhân người Chu Ru này bán ra thị trường hơn 100 chiếc nhẫn. Trong cái nghề này, anh Tuất đã làm thì 36 năm rồi. Thì nghề truyền thống của bà con dân tộc của buôn làng của mình ấy, thì tôi Tuất làm là trong cái nghề này là theo ngũ hệ của dân tộc, đám cưới này, gọi là đám hỏi. Xong rồi một là đi đám, mà gọi là đi đám thôi lôi gì đó. Bà con để mua để trao quà kỷ niệm cho dòng họ. Nếu đám cưới thì là mua, giả sử trong một nhà, thì giả sử có nhà khai giả nó mua 20 cái, có nhà thì 10 cái. Tùy dòng họ khách nhiều, khách ít đó. Thì mình cứ làm để dành cho bà con theo cái hàng hóa mình làm, người truyền thống mà mình phải làm mới thôi. Bên cạnh nghề đúc nhẫn, thì nghề làm gốm ở Krang Gọ, xã Pró, huyện Đơn Dương vẫn được duy trì, tồn tại qua nhiều thế hệ. Dụng cụ làm gốm cũng rất đơn giản. Một chiếc vòng được làm bằng tre, một tấm gỗ nhỏ, một quả trám rừng, một miếng vải để hoàn thiện một sản phẩm gốm cả về mặt kỹ thuật lẫn mỹ thuật. Trong mỗi sản phẩm ấy, chứa đựng tình yêu vững bền của đất, nước và lửa ở vùng đất bên dòng Đà Nhiêm. Cách làng gốm khoảng chừng 1 km, giáo sư Cà Đơn đang lưu giữ hàng ngàn hiện vật mang đặc trưng văn hóa Chu Ru và Cờ Ho. Tại đây, người tham quan hình dung được quá trình phát triển chân thực, sống động về lao động sản xuất, đời sống văn hóa tinh thần cùng các nghi lễ truyền thống của các dân tộc bản địa nơi đây, như trồng lúa rẫy, canh tác các loại hoa màu, săn bắn. Cùng với những nghề thủ công bổ trợ như dệt vải, đan lát, làm gốm và rèn công cụ, các loại nhạc cụ như cồng chiêng, đàn đá, khèn cùng các hiện vật trong nghi lễ nông nghiệp, nghi lễ đời người. Mà vô nhà truyền thống này thì em biết rất là nhiều về di sản văn hóa dân tộc, và sau đó là em cảm thấy rất tự hào. Nếu mà sau này có cơ hội thì em sẽ dẫn gia đình và những các em nhỏ, hoặc là những người thân, hoặc là những bạn bè của mình sẽ ghé thăm, rồi và hàng ngày sau đó rồi em sẽ đến đây tìm hiểu thêm nhiều, rồi sẽ giới thiệu thêm cho tất cả các bạn để các bạn biết về di sản văn hóa dân tộc nhiều hơn. Ngoài ra, huyện Đơn Dương còn xây dựng nhiều đội cồng chiêng phục vụ vào dịp lễ Tết và du khách thập phương, cùng với các nghệ thủ công truyền thống khác như đan lát, làm rượu cần, đồng thời xây dựng làng văn hóa Chu Ru tại xã Pró để lưu giữ phát huy nền văn hóa bản địa, giới thiệu đến du khách thập phương một cái nhìn tổng quát về sự hình thành phát triển của dân tộc Chu Ru trên mảnh đất lành này. Mặc dù có thế mạnh với các làng nghề truyền thống để phát triển du lịch, nhưng thời gian qua, huyện Đơn Dương chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của mình. Việc quảng bá, xúc tiến đầu tư cùng với hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực phục vụ du lịch còn thiếu và yếu là những nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển du lịch dịch vụ ở huyện Đơn Dương. Trong thời gian đến thì chúng tôi phối hợp với lại các cái tour du lịch ở các tỉnh bạn để về khai thác các tiềm năng. Chẳng hạn như hiện nay chúng tôi đã xây dựng một cái làng văn hóa Chu Ru tại xã Bờ Ró với cái công trình hết sức là quy mô và hoành tráng. Song song đó, chúng tôi kết nối với các nghệ nhân như là nghệ nhân Gia Tuất, các cái nghề truyền thống như làm nhẫn bạc, làm gốm ở xã Bờ Ró, hoặc là các cái nghệ nhân như là Ma Bi O để mà sưu tầm các cái giá trị sử thi văn hóa vật thể và phi vật thể mà có thể nói trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Đơn Dương là một cái nơi mà được du khách người ta đến đánh giá rất là cao cái tiềm năng du lịch về cái văn hóa bản địa tại cái vùng đất Đơn Dương của chúng tôi. Với những giá trị văn hóa độc đáo của các tộc người trên mảnh đất
cao nguyên huyền thoại, có giọng đạ nhiêm bồi đắp cho những buôn làng tươi tốt với khí hậu mát mẻ ưu đãi. Đó là điều kiện lý tưởng để du khách thập phương chọn mảnh đất Đơn Dương tham quan thưởng lãm.